Rồi hôm nay mình nhận chiếc Exciter 155 nha các bạn. Chuẩn bị lên cho nó 65 luôn nha. 65 cộng nha các bạn. Đi tour. Rồi bây giờ quay sơ chiếc xe cho bạn thấy là 155 nha. Chuẩn bị che máy nữa. Rồi tháo áo nha các bạn ơi. Chuẩn bị gấp máy xuống. Rồi winner bị lòn nước các bạn ơi. Winner bị lòn nước nè. Bây giờ mình tháo kiểm tra bơm nè. Thay ron quy lát đầy đủ nè, chủ xe nè. Rồi, mở đi. Bây giờ mình sẽ mở cái lốc nồi lấy cái bơm mình kiểm tra. Mở cái lốc nha các bạn. Đó. Cà phê, màu cà phê các bạn. Cà phê này lòn nước. Nó có sẽ đóng mỡ bò, đóng bận mỡ bò màu trắng à. Đây đây còn nước. Giờ mình sẽ mở cái bơm ra coi luôn. Rồi mở đi. Chìa khóa 14 mở luôn. Mở kiểm tra bơm là cái bơm nó sẽ bị hư. Bơm ơi, bơm mạnh chưa? Ngặt rồi. Hả? Ngặt rồi. Chúng ngặt hả? Ừ, xét. Tao cởi bơm trước rồi. Rồi, các bạn thấy bơm rồi. Rồi.
155 65 lết 65 cộng 4 xong. Nổ máy coi cái độ êm như thế nào nha các bạn. Phải êm như zin nè, không được kêu xào nha. Nó bỏ VBA các bạn, con này giữ nguyên VBA đàng hoàng, đầu VBA đàng hoàng các bạn. Êm luôn. Rất là lẹ các bạn.